Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Nối tiếp cái series là làm lại về cách build các môn phái sao cho nó chuẩn chỉ cũng như là mới nhất, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em build môn phái liền bạo anh em nhé. Dành cho những anh em tân thủ nào chưa biết thì hiện tại chúng ta có một cái hoạt động dị thú xâm lược và đây là đua xem ai đánh được nhiều sát thương hơn. Ví dụ như bây giờ mình cầm môn phái né để đi oánh dị thú xâm lược thì anh em có thể nhìn thấy sức sát thương gây ra chỉ là 23,51 ức. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ đổi sang môn phái liên kích cũng như là bạo kích với chỉ số là xem nhau, thì khi mình đánh lại con thần long này là mình sẽ múc được 207 ức anh em nhá. Và thậm chí là có những lúc mình điều chỉnh tinh quái một chút thì sức sát thương của nó gây ra là 264 ức. Và nếu như mà chúng ta xếp hạng cao thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều ngựa linh thạch để build cho linh thú của mình mạnh nhanh hơn người khác anh em ạ. Đây là lý do môn phái liên bạo luôn luôn là một trong những môn phái được anh em cực kỳ quan tâm. Nhưng mà để mình lưu ý với anh em tân thủ một chút nhá, là môn phái liên kích cũng như là bạo kích này chúng ta chỉ nên dùng để mang đi đánh dị thú xâm lược này, với cả chúng ta mang đi diệt yêu tà trong phần đánh boss bang thôi. Chứ còn nếu như chúng ta mang đi một khiêu chiến đấu pháp này, kiểu gì anh em cũng sẽ bị ăn hành ngập mặt luôn. Môn phái liên kích bạo kích sẽ không thể nào mà PK thắng được môn phái choáng này, né hay là phản công đâu anh em nhá. Còn nếu như anh em mà vẫn cố chấp mang môn phái liên kích bạo kích đi để PK thì cái kết nó sẽ là như thế này nha anh em ơi. Mặc dù yêu lực của mình bây giờ là 4,64 ức, nhưng bây giờ mình sẽ đi khiêu chiến với một bạn yêu lực chỉ có 3,82 ức và anh em sẽ thấy kết quả liền nha. Chíu, rồi, né liền. Bạn ấy thì build một phái né, mình thì liên kích và bạo kích. Ok, rồi, né liên tục tục luôn, đặc biệt là liên kích đánh càng nhiều vào là liễu đạo chân càng hồi được nhiều máu anh em nhé. Rồi luôn, toang chưa? Ok, rồi, có nhiều anh em sẽ bảo là đấy là do mình đeo cái kháng choáng, mình chưa đeo cái kháng né. Thì kể cả bây giờ mình đeo cái kháng né lại để cho anh em xem như thế nào nhá. Đây, vẫn là bạn cay 3,82 ức, mình hơn tận gần 1 ức anh em nhé. Ok, rồi, mặc dù là đeo kháng né nhưng vẫn là không thấm anh em ơi. Ứng long nó vẫn phệt cho lòi tuyệt phòi thôi. Liên kích, bạo kích càng nhiều vào thì chỉ tổ là hồi HP thêm cho liễu đạo chân này thôi. Đấy, anh em thấy chưa, khốn lắm, khốn lắm. Rồi luôn, nằm xuống ngay lập tức anh em nhé. Đầu tiên là về linh thú thì nó đã có sự khác biệt hơn so với hai môn phái hôm trước là né cũng như là phản công. Bắt buộc chúng ta phải có một cái con pet mà hiệp nào nó cũng đánh, tức là một hiệp dùng kỹ năng một lần. Ví dụ như là em Thanh Long, hoặc nếu như anh em là nông dân, cày chay ít nạp thì chúng ta có thể lựa chọn em Ong Già. Em Ong Già thì cũng được coi là tiểu Thanh Long vì là mỗi hiệp cũng dùng kỹ năng một lần nhưng lượng sát thương gây ra thì nó ít hơn. Và ở trong cái phần đồng hành này thì tùy anh em thôi. Nếu như anh em có một con pet đỏ nào thì cứ vứt bừa vào đấy để cho nó làm đồng hành. Cơ bản là chỉ đi dị thú xâm lược cũng như là đánh boss 3, thế cho nên nó không quá quan trọng về cái việc đồng hành nhá. Nếu được thì anh em có thể lấy thêm một em Huyền Vũ để gắn vào đấy làm đồng hành, tránh trường hợp là đi đánh dị thú xâm lược chúng ta không vượt qua được 15 cái ải, do là con boss nó tấn công đau quá, anh em bị hẹo trước ải 15 thì không tối ưu hóa được cái lượng sát thương mà anh em gây ra. Còn nếu như để mắc ping và mạnh nhất, gây ra nhiều sát thương nhất ở trong cái phần dị thú xâm lược thì anh em nên lấy thêm một em Thanh Long nữa để làm đồng hành cho chính em Thanh Long luôn thì rất chi là ok. Là lý do môn phái liên kích bạo kích lại cần em Thanh Long cũng như là em Ong Già là bởi vì cái khả năng một hiệp dùng kỹ năng một lần thì nó sẽ liên kết được với bộ thần thông anh em nhé. Ở cái tầng đầu tiên thì anh em có thể lựa chọn cái thần thông là Đại Ma Tà Thân để có thể là mỗi lần bị tấn công bản thân sẽ được tăng 4,7% công nha, cộng dồn tối đa 5 lần, tức là ít nhất là sau 5 hiệp là chúng ta đã có 5 x 4 là 20, hơn 20% công, rất chi là tuyệt vời ở cái bậc 12 nha. Bởi vì là cái Đại Ma Tà Thân này rất dễ là có thể là nâng cấp bậc skill lên thì cái phần trăm công nó cộng vào rất nhiều. Ở đây nó cũng không cần cái ấn ký lắm, bởi vì ấn ký của cái thần thông tầng đầu tiên á thì nó cũng chỉ liên quan đến suy yếu linh thú rồi thì linh ta linh tinh thôi, nó cũng không có cái tăng công cho bản thân của mình. Thế thành ra đi boss thì cũng cóc cần anh em ạ, chỉ cần một cái ấn ký là được rồi. Ở tầng thứ hai thì chúng ta bắt đầu không dùng cái giải thi pháp nữa rồi, mà chúng ta phải dùng ngay cái đan tâm đồng tịnh anh em nhé. Sau mỗi lần linh thú tấn công sẽ giúp chủ nhân hồi HP bằng 5% HP tối đa và tăng 10% công duy trì trong vòng 2 hiệp. Tức là cứ đánh liên tục là chúng ta đã có 20% công được cộng thêm, cũng như là sẽ hồi HP liên tới tọi anh em ạ. Nó sẽ bù được cái khả năng là không có cái hiệu quả hồi phục, giống như kiểu là môn phái né nó có liễu đạo chân anh em nha. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải chơi Thanh Long hoặc là Ong Già để kích hoạt được cái nội tại này càng sớm càng tốt. Tiếp theo ở tầng thứ 3 thì nó sẽ có hai cách lựa chọn nếu như mà cái chỉ số của anh em ở đây là chúng ta sẽ chọn đồ, một là liên kích này, hai là bạo kích đúng không? Nếu như cái chỉ số liên kích và bạo kích của anh em đều trên 200% thì anh em nên lựa chọn cái diệt tâm ma chủng, bởi vì cái diệt tâm ma chủng này nó là cái thần thông tím thì chúng ta có thể là
đeo được hai cái ấn ký anh em nhá, thì nó sẽ làm cho cái thuộc tính chiến đấu của mình nó tăng lên và gây ra sát thương bạo kích thì nó sẽ kèm thêm 55% sát thương. Đấy, hơi bị ngon lành luôn. Nhưng trong trường hợp là cái chỉ số liên kích của anh em nó bị lệch hẳn đi ấy, mà cái bạo kích của anh em dưới 150% thì anh em nên chọn cái chói thần thì nó sẽ bù được cái lượng sát thương bạo kích anh em nhé. Nhưng điểm yếu của cái chói thần là nó chỉ đeo được có mỗi một cái ấn ký thôi, nên là nó không ngon bằng cái diệt tâm ma chủng nhé. Đấy là theo ý kiến cá nhân của mình. Và ở tầng cuối cùng, nếu như anh em mà chưa có cái thần thông cam pháp thiên tượng địa như mình ấy, thì có thể chơi cái tá lực thuật cũng được, chơi tạm nha. Bởi vì là tấn công một lần bằng 282% công và tăng 20% công, duy trì trong 2 hiệp khá được. Mà anh em biết rồi đấy, trong 2 hiệp thì đâu phải là chúng ta chỉ đánh có 2 phát, bởi vì chúng ta build liên kích và bạo kích mà, nên thành ra là đánh thành nhiều phát, khi cả 20 phát luôn. Nên ấy, mà 20 phát đấy mà tăng 20% công lên là cũng khủng khiếp đấy anh em ạ. Và ấn ký thì anh em lựa chọn cái tăng sát thương cuối lên nhá. Đó, ngon lành luôn. Nhưng nếu như anh em có cái thần thông pháp thiên tượng địa bậc 2, ít nhất là bậc 2 để trang bị được 2 cái ấn ký, thì hãy lựa chọn nó luôn đi, bởi vì nó còn tăng 25% bạo kích và 30% sát thương bạo kích trong vòng 3 hiệp nữa cơ. Cái này mà kết hợp cùng với cả diệt tâm ma chủng thì tuyệt vời mặt trời luôn anh em nhé. Với lại là cái thần thông cam thì chắc chắn là nó trang bị được 2 cái ấn ký, thì với 2 cái ấn ký là tăng sát thương cuối lên thì nó lượng sát thương gây ra đánh boss nó sẽ mắc phình luôn. Ở trong phần huyết mạch thiên tiên thì anh em đánh full 4 viên là huyết mạch thanh long cho mình nhé. Sau mỗi lần bạo kích, sát thương bạo tăng thêm 27% và cộng dồn vô hạn, kéo dài đến hết trận luôn. Cái huyết mạch này nó sẽ càng có lợi khi mà càng về sau thì cái trang bị của mình, những cái chỉ số nó càng cao lên, thì cái thuộc tính liên kích và bạo kích của chúng ta nó sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời lúc đấy là con boss cái chỉ số kháng của nó kém ấy, thì mình sẽ kích hoạt được cái huyết mạch thanh long để tăng lên cực kỳ nhiều sát thương nha anh em ơi. Anh em nhìn thấy mình có một viên đằng xà đây, nhưng mà bởi vì mình đang chưa build được ra cái viên thanh long thôi. Chứ còn nếu như có viên thanh long thì mình cũng sẽ thay thế cho nó luôn nhé. Và cuối cùng là về tinh quái thì tất nhiên rồi, chúng ta phải có em bảo khí các chủ để sau khi mà bạo kích thì tăng 28% công của bản thân, duy trì trong vòng 2 hiệp. Thì nó cũng tương tự như kiểu là cái tá lực thuật đấy. Cái tá lực thuật cũng có tăng 20% công và duy trì 2 hiệp, cộng dồn với cả em bảo khí các chủ nữa là ngon lành luôn. Em thứ hai không phải là em đào ngột này đâu. Em đào ngột này là bởi vì mình chưa có em quỷ tướng thì mình cho tạm mà thôi. Chứ còn bản chất nó phải là em quỷ tướng này thì nó mới là khủng khiếp anh em nhé. Thì là sát thương gây cho kẻ địch có HP trên 60% tăng 32%. Mang đi đánh boss thì thôi rồi lượm ơi luôn. Tự nhiên vào trận phát là lượng sát thương của mình đã tăng lên 32% rồi. Vì thanh HP của con boss nó cực kỳ dài luôn, cho nên là cái thời gian để HP của nó trên 60% là nhiều lắm. Và lúc đó lượng sát thương của mình tăng 32%, quá khủng khiếp anh em ạ. Và em tinh quái thứ ba thì mình sẽ chọn hộ pháp thiên thần để có thêm một lượng phản công nhất định, cộng dồn 5 tầng là sẽ được 50% phản công nữa, nên sẽ rất là ok. Thì đấy là cách mình build môn phái liên kích bạo kích để có thể là đánh được sát thương cao ở trong phần dị thú xâm lược anh em nhé. Thì nếu như anh em muốn tìm hiểu thêm về những môn phái khác, ví dụ như là né, phản công hay là choáng, bạo kích, thì có thể là xem video ở ngay trên màn hình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.